Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tâm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn Tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tuần 18, ôn tập cuối học kỳ 1, tiết 5 và 6. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa trang 139. Chúng mình cùng nhau ôn tập nhé. Yêu cầu thứ 6. Dựa vào tranh, tìm từ ngữ. Ý A. Chỉ người, chỉ vật. Ý B. Chỉ hoạt động. Như vậy, ở bài tập số 6 này gồm có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật. Từ ngữ yêu cầu thứ hai đó là từ chỉ hoạt động. Vậy các em hãy quan sát hai bức tranh và tìm những từ ngữ chỉ người, chỉ vật và từ ngữ chỉ hoạt động. Và các em hãy tìm và ghi ra vở ô ly nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chữa bài nhé đầu tiên đó là từ ngữ chỉ người chỉ vật trong các bức tranh đó là cây ở đây chúng ta thấy có cây quất cây đào còn ở đây chỉ vật đó là tò he túi sách chỉ người ở đây đó là ông các bạn nhỏ bố mẹ em bé, vân vân. Từ ngữ chỉ hoạt động đó là đi chợ, mua quất, giặt tay, làm tò he. Như vậy chúng mình đã tìm được những từ ngữ chỉ người, chỉ vật và từ chỉ hoạt động có trong hai bức tranh mà chúng mình vừa quan sát được đấy. Ở bài tập số 6 này, củng cố cho các em về từ ngữ chỉ người, chỉ vật và từ ngữ chỉ hoạt động đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 7 nhé. Bài tập số 7 yêu cầu như sau: Nói 2 đến 3 câu về nhân vật trong tranh. Các em hãy quan sát trong các bức tranh ở bài số 6 chúng mình vừa quan sát được, chúng mình có thể nói câu như sau: Chợ Tết rất đông vui. Hoặc chúng mình có thể nói câu: Mọi người đi chợ mua sắm tấp nập. Hoặc chúng ta có thể nói câu: Người mua đào, người mua quất. Như vậy, đó đã gồm 3 câu nói về nội dung của các nhân vật có trong bức tranh đấy. Chúng mình nghe cô giáo đọc lại Chợ Tết rất đông vui Mọi người đi chợ mua sắm tấp nập Người mua đào, người mua quất Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau quan sát Đây là câu nói mẫu để chúng mình có thể dựa vào Nói 2 đến 3 câu về nhân vật có trong tranh nữa nhé Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện nói 2 đến 3 câu về nhân vật có trong tranh nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau luyện nói hai đến ba câu về các nhân vật có trong tranh. Trong bức tranh chúng mình nhìn thấy có rất nhiều các nhân vật khác nhau. Ở trong bức tranh thứ nhất, cô đã nói mẫu cho các bạn nghe rồi. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh thứ hai nhé. Tranh thứ hai chúng mình có thể nói như sau. Trong bức tranh đó là ông đang nặn tò he cho các cháu. Còn các cháu đứng vui vẻ quây quần bên ông đấy Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 Chính là bài tập số 7 trong sách giáo khoa đấy Và khi chúng ta nói về nhân vật có trong bức tranh Thì chúng mình phải nói được rõ là người đó là ai Người đó đang làm gì Và em có nhận xét gì về cử chỉ hành động của người đó nhé Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 8 nào. Bài tập số 8 yêu cầu như sau: chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than. Đây là nội dung bài một số câu hội thoại của chị và em, nhưng trong đó có thiếu vị trí dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than, chính là vị trí ở các ô vuông đấy nhiệm vụ của các em là phải đọc đoạn hội thoại giữa chị và em và sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho các ô vuông sao cho phù hợp nhé cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chữa bài nhé ở câu thứ nhất đó là lời của chị em đang viết gì đấy các em khi đọc chúng ta thấy được lời hội thoại của chị đó là một câu hỏi đấy vậy chúng mình sẽ dùng dấu ở đây đó là dấu hỏi chấm chị nói như sau em đang viết gì đấy em trả lời như sau em đang viết thư cho em vậy ở đây ở lời hội thoại của em là một câu đầy đủ hoàn chỉnh do đó chúng mình sẽ sử dụng ở đây là vị trí dấu chấm nhé dấu chấm hết câu tiếp tục lời của chị hay đấy trong thư nói gì ở chỗ hay đấy chính là một câu chúng mình có thể dùng dấu chấm than trong thư nói gì đây là một câu hỏi Chúng mình sẽ dùng dấu hỏi chấm nhé. Lời của em như sau: Ngày mai nhận được thư em mới biết. Đây là một câu trả lời đầy đủ và hoàn chỉnh, do đó chúng mình sử dụng dấu chấm cuối câu. Vừa rồi chúng mình đã lựa chọn dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi để thay cho vị trí các ô vuông trong đoạn hội thoại giữa chị và em. Bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc lại đoạn hội thoại này nhé. Chị, em đang viết gì đấy? Em, em đang viết thư cho em. Chị, hay đấy. Trong thư nói gì? Em, ngày mai nhận được thư em mới biết. Theo tiếng cười học trò. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 8 rồi. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, đồng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.